Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 28 tháng 10 năm 2023. Mình phải cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ Bảy, ngày 28 tháng 10, giá vàng trong nước điều chỉnh tăng khá mạnh đồng nhất ở các thương hiệu. Theo đó, chốt phiên hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá từ 100 cho đến 250.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới đã chốt tuần ở trên ngưỡng 2.000 đô la Mỹ một ounce khi đồng đô la và lãi suất kho bạc của Mỹ có tín hiệu suy yếu. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 70.150.000 đồng một lượng, chiều bán 70.970.000 đồng một lượng, tăng 150.000 đồng một lượng chiều mua và 250.000 đồng một lượng chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC cũng đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 700.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá chiều mua 70.100.000 đồng một lượng, chiều bán 71 triệu đồng một lượng, tăng 200.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá thấp hơn so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 70 triệu đồng một lượng, còn ở chiều bán 71 triệu đồng một lượng, tăng 200.000 đồng một lượng chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 900 cho đến 1 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh tăng ở chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Tại Hà Nội, ở chiều mua hiện đang có mức giá 70.100.000 đồng một lượng, chiều bán 71 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng chiều bán và chiều mua giữ nguyên. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 70.100.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 71 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 900.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC tăng 150.000 đồng một lượng chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 70.100.000 đồng một lượng, chiều bán 71 triệu đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu tăng 180.000 đồng một lượng chiều mua và 270.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 70.200.000 đồng một lượng, chiều bán 70.970.000 đồng một lượng. Tại Mỹ Hồng SJC tăng 100.000 đồng một lượng chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 70.100.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 70.600.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank không có sự thay đổi ở cả chiều mua và chiều bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên liền trước đó. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 70 triệu đồng một lượng, chiều bán 70.500.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bốt số 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh tăng mạnh ở cả chiều mua và chiều bán từ 188.000 đồng một lượng đến 450.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 22.964.000 đồng một lượng đến 58.700.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 24.964.000 đồng một lượng đến 59.800.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, giá vàng thế giới đã chốt phiên tuần vào rạng sáng nay tại mức 2.006 đô la Mỹ một ounce. Trong phiên, vàng thế giới đã tăng 21,59 đô la Mỹ với tỷ lệ 1,09%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.976 đô la Mỹ và cao nhất 2.009 đô la Mỹ một ounce. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 59.200.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước
11.800.000 đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn bố số 9 600.000 đồng một lượng. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 34.100 đô la Mỹ một đồng, trong phiên đã tăng 0,57%. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, đã chốt toàn tại mức 106,58 điểm, trong phiên đã giảm 0,02%. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng đã chốt toàn tại mức 4,845% một năm. Giá dầu thô thế giới chốt toàn tại mức 86,12 đô la Mỹ một thùng, trong phiên đã tăng 2%. Thưa các bạn, giá vàng thế giới rạng sáng nay tăng với giá vàng giao ngay tăng 21,7 đô la Mỹ lên mức 2.006 đô la Mỹ một ounce. Vàng tương lai tháng 12 giao dịch lần cuối ở mức 2.016,3 đô la Mỹ, tăng 18,9 đô la so với rạng sáng ngày trước đó. Cũng giống như hai tuần trước, thị trường vàng thế giới chứng kiến lực mua mạnh trong phiên giao dịch cuối của tuần khi giới đầu tư muốn bảo vệ tài sản của mình vào cuối tuần khi diễn biến tại Trung Đông không có gì là chắc chắn. Theo ông Tai Wang, một nhà giao dịch kim loại quý độc lập, vàng đang củng cố trong một phạm vi rất hẹp và giữ được gần như toàn bộ mức tăng gần đây do thị trường vẫn cực kỳ lo ngại về xung đột ở Trung Đông. Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào đầu tháng này, vàng thỏi đã tăng khoảng 10% hoặc hơn 170 đô la Mỹ. Ông Daniel Gali, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại TD Security cho rằng nếu xung đột leo thang, nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng sẽ tăng cao. Bên cạnh diễn biến cuộc xung đột, chuyên gia này cũng khuyên các nhà đầu tư vàng nên theo dõi biến động của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Cuộc họp sắp tới của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, cơ quan hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11 tới. Thị trường đang dự báo 98% khả năng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất. Dữ liệu mới nhất của Bộ Thương mại Mỹ công bố trong phiên ngày hôm thứ Sáu cho thấy chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi đã tăng 0,3% trong tháng trước so với mức tăng 0,1% được ghi nhận trong tháng 8. Trong khi đó, lạm phát trong 12 tháng qua tăng 3,7%, giảm một chút so với mức tăng 3,8% của tháng trước đó. Cả hai đều tăng phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế. Nhìn vào xu hướng rộng hơn, lạm phát vẫn còn ở mức cao, cao hơn gấp đôi với mục tiêu 2% của Fed. Bất chấp lạm phát vẫn dai dẳng, ông Gali cho rằng Fed rất có thể đã kết thúc chu kỳ thắt chặt của mình và điều này đã được định giá trên thị trường vàng. Ông Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Đan Mạch cho rằng mức đóng cửa trên 2.000 đô la Mỹ một ounce sẽ mở đường cho vàng chinh phục lại các mức cao kỷ lục được thiết lập vào tháng 3 năm 2022 và tháng 5 năm nay. Trên thị trường vàng vật chất, nhu cầu vàng trong dịp lễ hội lớn ở Ấn Độ cũng đã cải thiện trong tuần này, mặc dù với tốc độ chậm hơn so với năm ngoái, do giá trong nước đang ở mức cao gần kỷ lục. Ông Edward Moza, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Onda cho biết, nền kinh tế của Mỹ ổn định có thể sẽ khiến cho Fed tiếp tục tăng lãi suất. Điều này sẽ tác động tiêu cực tới giá vàng. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 28 tháng 10 năm 2023 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.